muốn mở lòng tìm hạnh phúc, sẵn sàng tái hôn ở tuổi 46, vì tình yêu tôi sẵn sàng sinh con. Các tường được biết đến là nữ MC, diễn viên quen thuộc với khán giả Việt. Nữ MC bài X còn từng nổi tiếng là bà mối, trong chương trình bạn muốn hẹn hò cùng với Quyền Linh. Mặc dù là người xe duyên thành công cho hàng trăm cặp đôi, nhưng các tường lại có đường tình duyên rắc trở và lận đận. Năm 2001, lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nữ MC bất ngờ quyết định kết hôn với bạn trai Việt Kiều. Cả hai sau đó đã có chung một cô con gái. Tuy nhiên đến năm 2005, các tường và chồng cũ đã đường ai nấy đi khi cô mới sinh con được một tháng. Sau hơn 10 năm đổ vỡ với ông xã Việt Kiều, cô từng công khai chuyện tình cảm với người mẫu kém 13 tuổi Minh Thành trong một game show. Các Tương còn từng cho biết đã trả qua hai mối tình với hai chàng trai kém lần lượt 10-11 tuổi nhưng không thể tiến xa vì rào cản của gia đình. Thời điểm hiện tại, các tường gần như tập trung vào sự nghiệp và chăm sóc con cái. Sau mọi độ tuổi U50, cô cho biết bản thân vẫn mong có chồng, các tường khẳng định. Tại sao tôi vẫn khao khát lấy được một người chồng, để tuổi già có ông có bà đầm mọc nhau? Chia sẻ với chúng tôi ở tuổi 46, các tường được rất nhiều bạn bè ủng hộ việc đi thêm bước nữa. Thế nhưng từ nhiều năm nay, các tường vẫn còn chần chừ vì phải lo lắng cho gia đình, đặc biệt là khi bố mẹ cũng không quá ủng hộ vì sợ cô lập với gia đình mới, có thêm con cái sẽ ảnh hưởng đến Na Uy. Khi tôi đổ vỡ hôn nhân, mẹ tôi luôn yêu thương bao dung cho tôi, chăm sóc cho Na Uy. Nhưng mẹ lại không muốn tôi lập gia đình để sinh thêm con. Mẹ sợ khi tôi tái hôn, sinh thêm con thì sẽ bỏ rơi Na Uy. Bởi vì mẹ nghĩ Na Uy đã không còn tình thương của cha, mà giờ tình thương của mẹ còn bị chia sớt, thì cô gái sẽ thiệt thòi. Đây cũng là chiếc kìm nặng nề, ghi chặt tôi suốt 21 năm qua nghệ sĩ ưu tú Cát Tường chia sẻ. Đến tuổi này ngoài sự nghiệp tương đối ổn định, đại gia đình hạnh phúc, tôi không có gì cho riêng mình cả. Tài sản quý giá nhất, ý nghĩa nhất mà gia đình nhỏ như bao người thì tôi không có. Đó là những điều mà tôi đúc thôn mang đến mặt tóc. Với một con người đầy cảm xúc thì tôi thật sự chơi với, có những đêm khóc thầm sân mắt, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường trả lòng. Các tường tâm sự nếu tìm được người bạn đời có tiếng nói chung, tình yêu đủ lớn và cảm thấy cần thiết, các Tường sẽ sẵn sàng sinh con, nữ ca sĩ thẳng thắn. Bây giờ mà lỡ lấy chồng nữa, mà chồng chưa có con, thì tình yêu tôi sẵn sàng sinh con và xây dựng cho một gia đình hạnh phúc thật thụ. Nhưng khi đó, con cái là kết tinh của tình yêu, chứ không phải để giữ chân tình yêu đó. Dù cặp vợ chồng không hợp nhau, thì dù có nhiều con vẫn chia tay, ly dị như thường. Nên tôi xác định luôn là nếu mình đẻ con, thì đó là vì tình yêu chứ không phải vì nguyên do nào khác. Lúc còn trẻ sợ điều này điều nọ, nhưng lúc về già là thấy cô đơn và muốn có một tổ ấm các tường vẫn còn rất xinh đẹp và rạng ngơi nhưng với sự nổi tiếng của cô ấy cũng khó kiếm được một người như ý no